sanh. Dạ Nam Mô Bức Tha Giá. Dạ con xin thay mặt đại chúng thành kính tri ân Thượng Tọa Minh Hạnh. Dạ xin đạo tràng cho con biết tín hiệu có. Nam Mô Bức Tha Giá. Xin đạo tràng cho con biết tín hiệu. Dạ, dạ cảm ơn xin đạo tràng. Dạ, để thay mặt chương trình, con cho bài học ngày hôm nay, bài 99, Kinh Sutta. Sutta, dạ, con thân thỉnh Thường Tọa Tệ Siêu dẫn nhập bài học hôm nay cho chúng con. Nam Mô Bức Tha Giá. Nam Mô Bổn Thầy. Kính đảnh lễ Đức Phật, kính đảnh lễ Giáo Pháp, kính đảnh lễ Chư Thượng Văn Đệ Tử Phật. Kính chào Chư Tôn Đức. Kính chào tất cả quý tôn nữ quý Phật tử. Kính thưa quý vị, hôm nay chúng ta học đến bài kinh số 99 trong bộ kinh Sutta Sutta. Bài kinh này cũng như những cái bài kinh trong những ngày trước đây là nói về sự tham vấn Phật pháp của những vị Bà La Môn. Và như chúng ta cũng biết rằng là đạo Bà La Môn họ có một cái ảnh hưởng rộng rãi ở trong quần chúng bên Ấn Độ thời Đức Phật. Và những vị Bà La Môn phần lớn là những người trí thức, chính vì họ có trí thức cho nên họ thường hay có những lý luận để bắt bẻ Đức Phật. Nhưng mà với Đức Phật là bậc A-la-hán chánh đẳng giác, là bậc nhất thiết chủng trí, cho nên những lời lẽ, những cái lập luận đó của những Bà La Môn mà nói chuyện với Ngài thì Ngài đã kiên nhẫn nghe họ nói, và Ngài kiên nhẫn phân tích trình bày theo đường lối của
pháp giác ngộ. Đọc những cái bài kinh này, chúng ta thấy rằng nếu như không phải là một vị chánh đẳng giác như Đức Phật, thì khi mà nghe những vị Bà La Môn họ đến họ chỉ trích, họ bài xích, hoặc là họ đưa lên những cái triết lý Bà La Môn giáo, thì chắc có lẽ là vị kia họ ú ớ không có trả lời được. Có những trường hợp Đức Phật Ngài thuyết đi thẳng vào vấn đề, nhưng mà có những trường hợp Ngài dẫn dụ họ bằng cách là Ngài hỏi để họ trả lời từng điều từng điều. Đó là cách thuyết của Đức Phật. Nhưng mà chúng ta thấy rõ rằng ở đây Đức Thế Tôn được xuất hiện ở đời vì lợi ích cho chư thiên và nhân loại. Ngài vì ở lòng bi mẫn đối với chúng sanh nên Ngài đã kiên nhẫn, dầu cho gặp phải cái sự phản đối hay là cái sự phẫn nộ của họ, thì Ngài cũng kiên nhẫn để Ngài giải thích. Cuối cùng thì họ đã quy y tâm ở, họ đã trở thành đệ tử ngưỡng mộ Đức Phật. Bài kinh xuất phát này, ở trong đó có nhiều tình tiết cho nên chúng ta lắng nghe phân đoạn. Phân đoạn nói cái gì, phân đoạn kia nói cái gì, phân đoạn này nói cái gì, chúng ta mới có thể nhớ được. Chứ nếu mà chúng ta chỉ nghe đọc xuông từ đầu đến cuối đó, thì chúng ta khó có thể nắm bắt được cái nội dung, cái bố cục. Đây là một bài kinh có nhiều cái tình tiết mà chúng ta phải lắng tai nghe, và chúng ta nhớ từng phần. Bài kinh hôm nay sẽ do Đại Đức Pháp Thích giảng sư ngày thứ sáu giảng giải. Và bây giờ trước tiên xin mời cô Từ Mẫn đọc cho chánh văn của bài kinh, sau đó xin cung thỉnh Đại Đức Phật Tính giảng giải. Nam mô Bụt Thầy. Dạ, nam mô Bụt Thầy. Dạ, con thành kính tri ân Ngài Thượng Võ Tuệ Siêu. Dạ, sau đây con xin xuất thả. Dạ, trước khi con đọc bài, con có lời kính chúc sức khỏe Ngài cùng quý sư, quý chư tôn đức tăng ni trong đạo tràng, cùng quý đạo hữu được an lành, vượt qua mùa địch. Kinh Xuất Thá. Xuất Thá.
Sư tha con của Bà La Môn Tô Đế Quá đến gặp Đức Thế Tôn để nói lên quan điểm được các nhiều Bà La Môn bên vực là lối sống nhập thể. Dạ, Nam Mô Bố Tha Giá, con nghe được tín hiệu con nào, quan hệ cho con xin được biết tín hiệu ạ. Dạ, Bố Tha Giá. Nên con xin đọc lại. Sư Thá con của Bà La Môn Tô Đề nói lên quan điểm nhiều bản vực là lối sống nhập thể có giá trị lớn hơn là đời sống từ bỏ tất cả của người xuất gia. Qua câu trả lời của Đức Phật, hai điểm then chốt lên Phật pháp là cơ sở nhận dựa lên sự phân vi tha già truyền thống xuất gia được xem là quan trọng cho sự tu tập. Hai điểm này, một số các Tây phương gọi Phật giáo là nguyên thủy Theravada. Vitthaya là tông phái nghiêng về tu viện đời sống xuất gia 986. Đúng dặn để nói. Thứ nhất là tu tại gia, thứ nhì tu chợ, thứ ba tu chùa. Thanh niên Sư Thá muốn đưa ra quan thế lớn của nếp sống tại gia, Đức Phật dạy vấn đề nên hiểu theo cách phân tích, không nên bỏ toán. Một thời Thế Tôn trú ở Sabbathi Xá Vệ Chetawana tại tỉnh xá, ông Anathabindika cấp cô độc. Lúc bấy giờ La Môn Sư Thá Tô Đề Quá Puta trú ở Savatthi tại nhà một gia chủ, vì một vài niên Bà La Môn Sư Thá Tô Đề Quá Puta trú tại nhà gia chủ nói với vị gia chủ ấy: này gia chủ, tôi nghe như sau, Savatthi không phải không có các bậc A-la-hán lui tới. Hôm nay chúng ta nên đến chiêm ngưỡng vị Sa Môn hay Bà La Môn nào? Thưa Tôn giả, Thế Tôn hiện trú tại Savatthi Chetawana tỉnh xá, ông Anathabindika. Thưa Tôn giả, hãy đi chiêm ngưỡng Thế Tôn ấy. Rồi thanh niên Bà La Môn Sú Thá Tô Đề Quá Bút Tá vâng theo lời gia chủ ấy đi đến Thế Tôn. Sau khi đến nói với Thế Tôn với những lời chào đón hỏi thăm, sau khi nói lên những lời chào đón hỏi thăm thân hữu, rồi ngồi xuống một bên, thanh niên Bà La Môn Sú Thá Tô Đề Quá Bút Tá bạch Thế Tôn: thưa Tôn giả Gotama, các Bà La Môn đại giác, người xuất gia không thành tựu chánh đạo thiền phái, Tôn giả Gotama có nói gì? Này thanh niên Bà La Môn, ở đây phân tích, ở đây ta không chủ trương nói một chiều. Này thanh niên Bà La Môn, ta không tán thán tà đạo của kẻ tại gia hay kẻ xuất gia. Này thanh niên Bà La Môn, kẻ tại gia hay kẻ xuất gia hành tà đạo do nhân duyên hành tà đạo, không thành tựu được chánh đạo thiện pháp. Này thanh niên Bà La Môn, ta tán thán chánh đạo của kẻ tại gia hay kẻ xuất gia. Kẻ tại gia hay kẻ xuất gia hành chánh đạo do nhân duyên hành chánh đạo thiện pháp. Thưa Tôn giả Gotama, do dịch vụ nhiều, công tác nhiều, tổ chức nhiều, lao lực nhiều, nên nghiệp sự của kẻ tại gia có quả báo lớn. Do dịch vụ ít, công tác ít, tổ chức ít, lao lực ít, nên sự nghiệp của kẻ xuất gia không có quả lớn. Ở đây Tôn giả Gotama có nói gì? Này thanh niên Bà La Môn, ở đây ta chủ trương pháp phân tích, ở đây ta không chủ trương nói một chiều. Này thanh niên Bà La Môn,
có nghiệp sự cầm cầm mắt tha năng, với dịch vụ lớn, công tác lớn, tổ chức lớn, lao lực lớn, nếu làm hỏng làm sai sẽ có kết quả nhỏ. Này thanh niên Bà La Môn, có nghiệp sự với dịch vụ lớn, công tác lớn, tổ chức lớn, lao lực lớn, nếu làm thành tựu làm đúng sẽ có kết quả lớn. Này thanh niên Bà La Môn, có nghiệp sự với dịch vụ nhỏ, công nhỏ, tổ chức nhỏ, lao lực nhỏ, nếu làm hỏng làm sai sẽ có kết quả nhỏ. Này thanh niên Bà La Môn, có nghiệp sự dịch vụ nhỏ, công tác nhỏ, nhỏ, lao lực nhỏ, sẽ có kết quả lớn. Này thanh niên Bà La Môn, nếu nào là nghiệp sự với dịch vụ lớn, công tác lớn, tổ chức lớn, lao lực lớn, nếu làm hỏng làm sai sẽ có kết quả nhỏ. Này thanh niên Bà La Môn, nghiệp sự nông nghiệp với dịch vụ lớn, ắt lớn, tổ chức lớn, lao lực lớn, nếu làm hỏng làm sai sẽ có kết quả nhỏ. Này thanh niên Bà La Môn, thế nào là nghiệp sự với dịch lớn, lao lực lớn, nếu làm thành tựu làm đúng sẽ có kết quả lớn? Thanh niên Bà La Môn, nghiệp sự nông lớn, công tác lớn, tổ chức lớn, lao lớn, thành tựu làm đúng sẽ có kết quả lớn. Nên Bà La Môn, thế nào là nghiệp sự với dịch vụ nhỏ, công tác nhỏ, tổ chức nhỏ, lao lực nhỏ, nếu làm hỏng làm sai sẽ có kết quả nhỏ? Này thanh niên Bà La Môn, nghiệp sự buôn bán với dịch vụ nhỏ, công tác nhỏ, tổ chức nhỏ, lao lực nhỏ, nếu làm hỏng làm sai sẽ có kết quả nhỏ. Này thanh niên Bà La Môn, sự với dịch vụ nhỏ, công tác nhỏ, tổ chức nhỏ, lao lực nhỏ, nếu làm thành tựu làm đúng. Này thanh niên Bà La Môn, nghiệp sự với dịch vụ nhỏ, công tác nhỏ, tổ chức nhỏ, lao lực nhỏ, nếu làm thành tựu làm đúng sẽ có kết quả lớn. Ví như này thanh niên Bà La Môn, nghiệp đúng sẽ có kết quả lớn. Ví như này thanh niên Nam Môn, vụ lớn, công tác lớn, tổ chức lớn, lao lực lớn, nếu làm hỏng làm sai sẽ có kết quả nhỏ. Cũng vậy, này thanh niên Bà La Môn, nghiệp sự của một cư sĩ, dịch vụ lớn, công tác lớn, tổ chức lớn, lớn, nếu làm hỏng làm sai. Này thanh niên Bà La Môn, nghiệp sự nông nghiệp, dịch vụ lớn, công tác lớn, tổ chức lớn, lao lực lớn, nếu làm thành tựu làm đúng sẽ có kết quả lớn. Cũng vậy, này thanh niên Bà La Môn, nghiệp sự của một cư sĩ, dịch vụ lớn, công tác lớn, tổ chức lớn, làm thành tựu làm đúng sẽ có kết quả. Ví như này thanh niên Bà La Môn, nghiệp sự buôn bán, dịch vụ nhỏ, công tác nhỏ, tổ chức nhỏ, lao lực nhỏ, nếu làm hỏng làm sai sẽ có kết quả nhỏ. Cũng vậy, này thanh niên Bà La Môn, nghiệp sự xuất gia, dụ nhỏ, dịch công tác nhỏ, tổ chức nhỏ, nếu làm hỏng làm sai sẽ có kết quả nhỏ. Ví như này thanh niên Bà La Môn, nghiệp sự buôn bán, dịch vụ nhỏ, công tác nhỏ, tổ chức nhỏ, lao lực nhỏ, nếu làm đúng sẽ có kết quả lớn. Cũng vậy, này thanh niên Bà La Môn, nghiệp sự của người xuất gia, dịch vụ nhỏ, công tác nhỏ, tổ chức nhỏ, lao lực nhỏ, nếu làm thành tựu làm đúng sẽ có kết quả lớn. Thưa Tôn giả Gotama, các Bà La Môn chủ trương năm pháp tác phước đắc thiện. Này thanh niên Bà La Môn, năm pháp được các Bà La Môn chủ trương tác phước đắc thiện. Nếu ông không thấy nặng nhọc, lành thay ông hãy nói về năm pháp ấy trong. Thưa Gotama, không có nặng nhọc gì cho con. Khi ở đây vị như Tôn giả đang ngồi, hay các vị giống như Tôn giả, vậy này thanh niên Bà La Môn, hãy nói đi. Chân thật, thưa Tôn giả Gotama, pháp thuyết các môn chương pháp này tác phước đặng khổ hạnh, thưa Tôn giả Gotama, là pháp thứ hai.
Các Bà La Môn chủ trương pháp này tác phước đắc thiện phạm hạnh, thưa tôn giả Gotama, là pháp A. Các Bà La Môn chủ trương pháp này tác phước đắc thiện, thưa tôn giả Gotama, là thứ tư. Các Bà La Môn chủ trương pháp này tác phước đắc thiện thí xã, thưa tôn giả Gotama, là pháp thứ năm. Các Bà La Môn chủ trương pháp này là tác phước đắc thiện, thưa tôn giả Gotama. Các vị Bà La Môn chủ trương năm pháp này tác phước đắc thiện. Ở đây tôn giả Gotama có nói gì? Thế nào này thanh niên Bà La Môn? Có một Bà La Môn nào trong môn đã sau khi chứng tri với thượng trí, tôi tuyên thuyết quả dị thục của năm pháp, thưa không tôn giả Gotama? Thế nào này thanh niên Bà La Môn? Có một đạo sư nào trong những môn một đại tôn sư cho đến bảy đời tôn sư, đại tôn sư vị ấy đã nói sau khi tự mình chứng tri với thượng trí, tôi tuyên thuyết quả dị thục của năm pháp này, thưa không tôn giả Gotama? Này thanh niên Bà La Môn, những vị tu sĩ thời tổ trong các Bà La Môn, những vị sáng tác các thần chú, những vị trì tụng thần chú mà xưa kia những thần chú đã được hát lên, được trì tụng, được ngâm vịnh và ngày nay, những vị Bà La Môn cũng hát lên trì tụng và giảng dạy như các vị Athaka, Vamaka, Vamadeva, Vesamita, Yamata, Angirasa, Thara, Vesetha, Kapsaba, Kapsaba, Thagu. Những vị ấy đã nói như sau: sau khi tự chứng tri với thượng trí, chúng tôi tuyên thuyết quả của năm pháp này, thưa không tôn giả Gotama. Như vậy này thanh niên Bà La Môn, không có một vị Bà La Môn nào trong các vị Bà La Môn đã nói như sau: sau khi tự chứng tri với thượng trí, tôi tuyên thuyết kết quả dị thục của năm pháp này. Không sư nào trong các Bà La Môn, một đại tôn sư cho đến bảy đời tôn sư, đại tôn sư nào nói như sau: sau khi tự chứng tri với thượng trí, chúng tôi tuyên thuyết kết quả dị thục của năm pháp này. Những vị tu sĩ thời cổ trong các vị Bà La Môn, những vị sáng tác các thần chú, không có một nói lên như sau: sau khi tự chứng tri với thượng trí, chúng tôi tuyên thuyết kết quả dị thục của năm pháp này. Ví như này thanh niên Bà La Môn, một chuỗi người mù ôm lưng nhau, người trước không thấy, người giữa cũng không thấy, người cuối cùng cũng không thấy. Cũng vậy này thanh niên Bà La Môn, chúng tôi nghĩ lời nói của Bà La Môn đã trở thành giống như một chuỗi người mù. Người đầu không thấy, người giữa không thấy, người cuối cùng cũng không thấy. 987. Pháp Thượng Nhân không phải chỉ có tư duy, triết lý mà phải thực chứng. Thanh niên Xú Thá, bất rằng những quan điểm truyền thống thường chấp nhận với sự thiếu khách quan. Khi nghe nói vậy, thanh niên Bà La Môn Xú Thá Tô Đề Quá Vút Tá phẫn nộ không hoan hỷ, vì bị Thế Tôn dùng ví dụ một chuỗi người mù. Điền Mã Lị Thế Tôn, Tôn Sa Môn Gotama sẽ bị quả ác độc. Bà biết nói với Thế Tôn như sau: tôn giả Gotama, Bà La Môn Potkhara Sati dòng họ Ubamana Truga đã nói vậy. Một số sa môn Bà La Môn tự cho đã chứng được các pháp thượng nhân tri kiến thù thắng xứng đáng bậc thánh này. Lời nói này của vị ấy thật sự đáng chê cười. Thật sự chỉ là trống không, thật sự chỉ là trống rỗng.
làm sao còn là người còn lại có thể biết được, hay thấy được, hay chứng được các pháp thượng nhân tri kiến thù thắng, xứng đáng bậc thánh. Sự kiện như vậy không thể xảy ra. Thế nào này thanh niên Bà La Môn? Bà La Bokharasati thuộc dòng họ Upamana, trú tại rừng Suthaga, có thể tâm tư cả Sa Môn Bà La Môn với tâm tư của mình. Thưa tôn giả Gotama, Bà La Môn Bokharasati trú ở rừng với tâm mình không thể biết được tâm tư của Bhumika. Người đầy tớ gái của mình làm sao lại có thể biết được tâm tư tất cả Sa Môn Bà La Môn với tâm tư của mình? Ví như, này thanh niên Bà La Môn, một người sinh ra đã mù không thể thấy các màu, các sắc màu đen, màu trắng, không thể thấy sắc màu đỏ tía, không thể thấy những vì bằng phẳng, không bằng phẳng, không thể thấy các vì sao, không thể thấy các mặt trăng, mặt trời. Người ấy, mặt trời, ấy nói như sao? Không có các sắc màu đen, màu trắng, có mấy các, không có người thấy các sắc màu đen, màu trắng, không có các, không có người thấy các sắc màu xanh, không có các sắc màu vàng, không có người thấy các sắc màu vàng, không có các màu đỏ, không có người thấy các sắc màu đỏ, không có các sắc màu đỏ tía, không có người các sắc màu đỏ tía, không có những vì bằng phẳng, không bằng phẳng, không có người thấy cái gì bằng phẳng, không có các vì sao, không có người thấy các vì sao, không có mặt trăng, mặt trời, không có người thấy mặt trăng. Tôi không biết như vậy, không thấy như vậy, do vậy nên không có. Này thanh niên Bà La Môn, người ấy nói một cách chân chánh, có nói như vậy không? Thưa không vậy, tôn giả Gotama, có các sắc màu đen trắng, có người thấy các sắc màu đen, màu xanh, mặt trăng, mặt trời, có người thấy mặt trăng, mặt trời. Tôi không biết như vậy, tôi không thấy như vậy, do vậy không có. Thưa tôn giả Gotama, nếu người ấy nói một cách chân chánh thì sẽ không nói như vậy. Cũng vậy, Bà Bokharasati thuộc dòng họ Upamana, trú ở rừng Suthaga, là người mù, không có mắt. Vì ai biết được, hay thấy được, hay chứng được. Các pháp thượng nhân tri kiến thẳng xứng đáng bậc thánh. Sự kiện như vậy không xảy ra. Này thanh niên Bà La Môn, ông nghĩ thế nào? Như Bà La Môn giàu sang ở Kosala, như Bà La Môn Kanki, Bà La Môn Tarukha, Bà La Môn Bokharasati, Bà La Môn Janusoni, là và thân phụ của ông Todewa, cái gì tốt hơn cho những vị ấy? Lời nói của các vị ấy được thế tục chấp nhận Sammusa hay không được thế tục chấp nhận? Được thế tục chấp nhận. Cái gì tốt hơn cho họ? Lời tư cần phải được suy tư, thưa tôn giả Gotama. Cái gì tốt hơn cho họ, lời họ nói lên cần phải được phân tích, cân nhắc, hay không cần phải được phân tích, cân nhắc? Cần phải phân tích, cân nhắc. Gotama, cái gì tốt hơn cho lời họ nói lên cần phải liên Gotama. Này thanh niên Bà La Môn, ông nghĩ thế nào nếu là như vậy? Thời lời nói của Bà La Môn Bokharasati thuộc dòng họ Upamana, trú tại rừng Suthaga, thế tục chấp nhận hay không được thế tục nhận?
không được thế tục chấp nhận, thưa tôn giả Gotama. Lời nói được nói lên là có suy tư hay không suy tư? Không suy tư, thưa tôn giả Gotama. Lời nói được nói lên phân tích, cân nhắc hay không phân tích, cân nhắc, nhắc, thưa tôn giả Gotama. Lời nói được nói lên liên hệ đến mục đích hay không liên hệ đến mục đích? Không liên hệ đến mục đích, thưa tôn giả Gotama. Này thanh niên Bà La Môn, có năm chuyện cái này thế nào là năm? Tham dục chuyện cái, sân chuyện cái, hôn trầm thủy miên chuyện cái, trạo hối chuyện cái, nghi chuyện cái, này thanh niên Bà La Môn. Như vậy là năm chuyện cái này. Này thanh niên Bà La Môn, Bà La Môn Bokkharasati thuộc dòng họ Upamana tại rừng Suthaga đã bị trùm che, ngăn chặn, bao phủ và bao trùm bởi năm cái chuyện cái này. Vì ấy được các pháp tri kiến thủ án bậc thánh, sự kiện như vậy không xảy ra. Này thanh niên Bà La Môn, có năm dục trưởng dưỡng này, thế nào là năm? Các sắc do mắt nhận thức, sắc này khả ái, khả hỷ, khả lạc, khả ý, kích thích lòng dục. Tiếng do tai nhận thức, hương do mũi nhận thức, vị do lưỡi nhận thức, xúc do thân nhận thức, khả ái, khả hỷ, khả lạc, khả ý, kích thích lòng dục hấp dẫn này, thanh niên Bà La Môn. Như vậy là năm dục trưởng dưỡng này, thanh niên Bà La Môn. Bà La Môn Bokkharasati thuộc dòng họ Upamana. Chú ở rừng Suthaga bị trói buộc, bị đam mê năm dục trưởng dưỡng này. Thụ hưởng, chúng mà không thấy sự hiện, không soi thấu sự thoát ly khỏi chúng. Vì ấy thật sự biết được, hay thấy được, hay chứng được các pháp thượng nhân, tri kiến thù thắng. Sự kiện như vậy không xảy ra. Này thanh niên Bà La Môn, ông nghĩ thế nào? Trong những loại lửa nào có ngọn, có màu sắc hay có ánh sáng? Ngọn lửa được đốt lên nhờ và củi khô hay ngọn lửa được đốt khô? Và tôn giả Gotama, nếu có sự kiện có thể đốt lửa mà không nhờ có cỏ và củi khô thì ngọn lửa ấy có sắc mà có ánh. Này thanh niên Bà La Môn, không có tưởng không lửa mà không nhờ cỏ và củi khô, trừ phi dùng thần thông. Này thanh niên Bà La Môn, ta nói dục trưởng dưỡng đem lại hỷ này ví như ngọn lửa đốt lên nhờ cỏ và củi khô. Này thanh niên Bà La Môn, ta nói hỷ này, hỷ do ly dục, ly các bất thiện pháp đem lại. Hỷ này ví như ngọn lửa đốt lên không nhờ cỏ và củi khô. Và này thanh niên Bà La Môn, thế nào là hỷ do ly dục, ly các bất thiện pháp đem lại? Ở đây, thanh niên Bà La Môn, vị tỳ kheo ly dục, ly bất thiện pháp, chứng và trú thiền thứ nhất, hỷ này thanh niên Bà La Môn, và hỷ ly dục, ly bất thiện pháp đem lại. Lại nữa, này thanh niên Bà La Môn, vị tỳ kheo diệt tầm và tứ, chứng và trú thiền thứ hai, hỷ này, này thanh niên Bà La Môn, là hỷ ly dục, ly bất thiện pháp đem lại. Này thanh niên Bà La Môn, các vị Bà La Môn ấy chủ trương năm pháp tác phước đắc thiện. Ở đây Bà La Môn chủ trương tác phước đắc thiện nào có kết quả lớn hơn? Thưa tôn giả Gotama, những vị Bà La Môn chủ trương năm pháp tác phước đắc thiện này, ở đây các Bà La Môn chủ trương pháp thí xả tác phước đắc thiện có quả báo lớn. Này thanh niên Bà La Môn, ông nghĩ thế nào? Ở đây một tế đàn lớn được một vị Bà La Môn lập lên và có hai vị Bà La Môn đi đến và nghĩ như sau: chúng ta sẽ thọ hưởng đại tế đàn của vị Bà La Môn với danh tánh thế này. Ở đây một vị Bà La Môn suy nghĩ như sau: mong rằng trong phòng ăn ta sẽ được chỗ ngồi tốt nhất, nước tốt nhất, món ăn hết thực tốt nhất. Còn vị Bà La Môn kia trong phòng ăn
không được chỗ ngồi tốt nhất, nước tốt nhất, món ăn thức thực tốt nhất. Này thanh niên Bà La Môn, sự kiện này xảy ra, người Bà La Môn ấy trong phòng ăn có thể được chỗ ngồi tốt nhất, nước tốt nhất, món ăn thức thực tốt nhất. Còn người Bà La Môn kia trong phòng ăn không được chỗ ngồi tốt nhất, nước tốt nhất, món ăn thức thực tốt nhất. Vị Bà La Môn kia nghĩ như sao? Vị Bà La Môn ấy trong phòng ăn được chỗ ngồi tốt nhất, nước tốt nhất, món ăn thức thực tốt nhất. Còn ta trong phòng ăn không được chỗ ngồi tốt nhất, nước tốt nhất, đồ ăn thức thực tốt nhất. Vị ấy phẫn nộ, không hoan hỷ. Này thanh niên Bà La Môn, các Bà La Môn chủ trương quả vị thục gì cho người Bà La Môn này? Thưa tôn giả Gotama, các Bà La Môn không bố thí với ý nghĩ do bố thí này. Người kia phẫn nộ, không hoan hỷ. Này các Bà La Môn, bố thí chỉ vì lòng ái mẫn. Sự kiện là như vậy. Này thanh niên Bà La Môn, thời đây có phải là tác phước sự thứ sáu, nghĩa là lòng ái mẫn? Sự kiện là như vậy, thưa tôn giả Gotama, thời đây là tác phước sự thứ sáu, nghĩa là lòng ái mẫn. Này thanh niên Bà La Môn, các vị Bà La Môn ấy chủ trương năm pháp tác phước đắc thiện này, ông thấy năm pháp này nhiều nhất ở đâu? Ở những người tại gia hay ở những người xuất gia? Thưa tôn giả Gotama, những vị Bà La Môn chủ trương năm pháp tác phước đắc thiện này, tôi nhớ năm pháp này có nhiều ở những người xuất gia, có ít ở những người tại gia. Người tại gia, thưa tôn giả Gotama, dịch vụ lớn, công tác lớn, tổ chức lớn, lao lực lớn, không cường hàng liên tục, không nói lời chân thật. Người xuất gia, thưa tôn giả Gotama, dịch vụ nhỏ, công tác nhỏ, tổ chức nhỏ, lao lực nhỏ, nhưng thường hằng liên tục, nói lời chân thật. Người tại gia, thưa tôn giả Gotama, dịch vụ lớn, công tác lớn, tổ chức lớn, lao lực lớn, không có thường hằng liên tục, sống khổ hạnh, sống phạm hạnh. Đọc nhiều. Người xuất gia, thưa tôn giả Gotama, dịch vụ nhỏ, công tác nhỏ, tổ chức nhỏ, lao lực nhỏ, nhưng thường hằng liên tục, sống khổ hạnh, sống phạm hạnh. Đọc tụng nhiều, thí xả nhiều, thưa tôn giả Gotama. Năm pháp tác phước đắc thiện này được các vị sa môn Bà La Môn chủ trương. Tôi nhận thấy năm pháp này có nhiều những vị xuất gia, có ý, có ít ở những vị đại gia, tại gia. Này thanh niên Bà La Môn, năm pháp tác phước đắc thiện này được các vị Bà La Môn chủ trương. Ta nói những lời pháp này là những tư cụ của tâm, nghĩa là để tâm tụ tập không hở đây. Này thanh niên Bà La Môn, vị tỳ kheo nói lời chân thật, vị ấy nghĩ ta nói lời chân thật, chứng được nghĩa tính thọ Asawe Đăng, chứng được pháp tính thọ, chứng được hân hoan liên hệ đến thiện này là tư cụ của tâm, nghĩa là để tâm của vị ấy tu tâm sân. Ở đây này thanh niên Bà La Môn, vị tỳ kheo sống khổ hạnh, sống phạm hạnh, đọc tụng kinh nhiều, thí xả nhiều, vị ấy nghĩ rằng ta thí xả nhiều, chứng được nghĩa tính thọ, được pháp tính thọ, chứng được hân hoan liên hệ đến pháp. Ta nói rằng sự hân hoan liên hệ đến thiện này là tư cụ của tâm, nghĩa là để tâm của vị ấy tu tập không hận, không sân. Này thanh niên Bà La Môn, những vị Bà La Môn chủ trương năm pháp tác phước thiện này, ta nói với pháp ấy là tư cụ của tâm, nghĩa là để tâm của vị ấy tu tập không hận, không sân. 988. Con đường đến cảnh giới của thiền chứng hay phạm thiên giới. Ngay cả các Bà La Môn thường nói về cảnh giới cực lạc của phạm thiên, nhưng lại mù mờ về con đường đưa đến phạm thiên giới. Khi nghe nói vậy, thanh niên Bà La Môn Sutta Tô Đề Quát Bút Tạ thưa với Thế Tôn: Thưa tôn giả Gotama, tôi nghe như sau. Sa môn Gotama biết con đường đưa đến khổng trú với phạm thiên. Này thanh niên Bà La Môn, ông nghĩ thế nào? Làng Nalakara có gần đây không? Có phải
làng Nalakara không xa ở đây. Thưa vâng tôn giả, làng Nalakara ở gần đây, làng Nalakara không xa ở đây. Này thanh niên Bà La Môn, ông nghĩ ở đây có người sanh trưởng tại làng Nalakara, chưa rời khỏi làng Nalakara, và có người tới hỏi người ấy con đường đưa đến làng Nalakara này. Thanh niên Bà La Môn, người sanh trưởng tại làng Nalakara ấy phân vân hay ngập ngừng khi được hỏi về con đường đến làng Nalakara. Thưa tôn giả Gotama, vì sao vậy? Thưa tôn giả Gotama, vì người ấy sanh trưởng tại làng Nalakara, người ấy biết rõ tất cả con đường đưa đến làng Nalakara. Tuy vậy này thanh niên Bà La Môn, rất có thể người sanh trưởng tại làng Nalakara này được hỏi con đường đưa đến làng Nalakara còn có thể phân vân hay ngập ngừng. Nhưng Như Lai thì không vậy. Khi được hỏi về Phạm Thiên Giới hay về con đường đưa đến Phạm Thiên Giới, Như Lai không phân vân hay ngập ngừng. Và này thanh niên Bà La Môn, ta biết Phạm Thiên Giới, con đường đưa đến Phạm Giới, và ta cũng biết phải thành tựu như thế nào để được sanh vào Phạm Thiên Giới. Thưa tôn giả Gotama, có nghe như sao môn Gotama thuyết dạy con đường đưa đến cộng trú với Phạm Thiên, tốt lành thay. Nếu tôn giả Gotama thuyết giảng cho con đường đưa đến cộng trú Phạm Thiên. Vậy này thanh niên Bà La Môn, hãy nghe và khéo tác ý ta sẽ giảng. Thưa vâng tôn giả. Thanh niên Bà La Môn, Sutato Đề Quá Bút Tá, vâng đáp. Thế tôn giảng như sau. Và này thanh niên Bà La Môn, thế nào là con đường đưa đến cộng trú với Phạm Thiên? Ở đây này thanh niên Bà La Môn, chú biến mãn một phương với tâm câu hữu với từ. Cũng vậy phương thứ hai, cũng vậy phương thứ ba, cũng vậy phương thứ tư. Như vậy, cùng khắp thế giới trên dưới bề ngang, hết thảy phương xứ cùng khắp vô biên xứ, vì ấy an trú biến mãn với tâm câu hữu với từ, quảng ngại vô biên, không hận không sân. Này thanh niên Bà La Môn, khi tự giải thoát được tu tập như vậy thì hành động được làm là làm có tánh cách hạn lượng như vậy. Không có trú ở nơi đây, không có dừng lại ở nơi đây. Ví như, này thanh niên Bà La Môn, một người lực sĩ thổi tù và làm cho bốn phương nghe được không có gì khó. Cũng vậy này thanh niên Bà La Môn, từ tâm tập như vậy thì hành động được làm có tánh cách hạn lượng, không có trú ở nơi đây, dừng lại ở nơi đây. Này thanh niên Bà La Môn, con đường đưa đến cộng trú với Phạm Thiên. Lại nữa này thanh niên Bà La Môn, vì tỳ kheo biến mãn với một phương, với tâm câu hữu với bi như trên, với tâm câu hữu với hỷ như trên, với tâm câu hữu với xả. Cũng vậy phương thứ hai, cũng vậy phương thứ ba, cũng vậy phương thứ tư, như vậy cùng khắp thế giới, trên dưới bề ngang, hết thảy phương xứ, cùng khắp thế, cùng khắp vô biên xứ, vị ấy an trú biến mãn với tâm câu hữu với xã quảng đại vô biên, không hận không sân. Này thanh niên Bà La Môn, khi xã tâm giải thoát được tu tập như vậy thì hành động được làm có tính cách hạn lượng như vậy, không có trú ở nơi đây, không có dừng ở lại, không dừng lại ở nơi đây. Ví như này thanh niên Bà La Môn, một người lực sĩ thổi tù và làm cho bốn phương nghe được không gì khó khăn. Cũng vậy này thanh niên Bà La Môn, khi xả tâm giải thoát được tu tập như vậy thì hành động được làm có tánh cách hạn lượng, như vậy không có trú ở nơi đây, không có dừng lại ở nơi đây. Này thanh niên Bà La Môn, đây là con đường đưa đến cộng trú với Phạm Thiên. 989 Quy Y Tam Bảo. Khi nghe nói vậy, thanh niên Bà La Môn, Sutta Quá Bút Tha, bạch Thế Tôn: thật vi diệu thay tôn giả Gotama, thật vi diệu thay tôn giả Gotama. Như người dựng đứng lại những gì bị quăng xuống, phơi bày ra những gì bị che kín, chỉ đường cho người bị lạc hướng, đem đèn sáng vào trong bóng tối, để những ai có mắt có thể thấy sắc. Cũng vậy, chánh pháp đã được Thế Tôn dùng nhiều phương tiện trình bày, giải thích. Thưa tôn giả Gotama,
Nay con xin quy y Tôn giả Gotama, quy y Pháp và quy y chúng tỷ kheo. Mong Tôn giả Gotama nhận con làm cư sĩ từ nay cho đến mạng chung. Con trọn đời quy ngưỡng, thưa Tôn giả Gotama, nay chúng con xin đi. Chúng có nhiều công việc làm, phải làm. Này thanh niên Bà La Môn, nay ông hãy làm những gì ông nghĩ là hợp thời. Rồi thanh niên Bà La Môn Sú Thát Tô Đê Quá Bút Tá hoan hỷ tính thọ lời Thế Tôn dạy. Từ chỗ ngồi đứng dậy đảnh lễ Thế Tôn, thân bên hữu hướng về Ngài rồi ra đi. Lúc bấy giờ, Bà La Môn Janusoni với cổ xe do toàn ngựa cái trắng kéo đi ra khỏi Savatthi để nghỉ trưa. Bà La Môn Janusoni thấy thanh niên Bà La Môn Suttato De Vabutta từ xa đi lại sau khi thấy. Liền nói với Thát Tô Đề Gia Bhutta giả. Paradvaja đi từ đâu lại quá sớm như vậy? Thưa Tôn giả, tôi vừa từ Sa Môn. Gotama lại: Này Tôn giả, Paradvaja, Tôn giả nghĩ thế nào? Tôi nghĩ Sa Môn Gotama là bậc có trí tuệ sáng suốt. Bành nha quê giá, tích dần, giá tí dần. Không. Thưa không Tôn giả, tôi là ai mà có thể biết được trí tuệ Gotama? Chỉ có vị nào như Ngài mới có thể biết được trí tuệ sáng suốt của Sa Môn Gotama? Tôn giả Paradvaja thật đã tán thán Sa Môn Gotama với sự tán thán tối thượng. Nhưng tôi là ai? Sa Môn Gotama tán thán người được tán thán là bậc tối thượng giữa các hàng thiên nhân. Thưa Tôn giả, các vị Bà La Môn chủ trương năm pháp tác phước đắc thiện này, Sa Môn Gotama nói rằng năm pháp ấy là do tư cụ cho tâm, nghĩa tu tập trở thành không hận không sân. Khi được nghe nói vậy, Bà La Môn cổ toàn ngựa cái trắng kéo, đắp áo vào một phía bên vai, chắp tay hướng đến Thế Tôn và thốt ra lời cảm hứng như sau: Lợi ích thay cho vua Bassê Na Di nước Cô Sa La, ích thay cho vua Bassê Na Di nước Lai, bậc La La Hán chánh đẳng chánh giác trú âm nước. Dạ, Nam Mô Bụt Tha Giá. Dạ, con đã đọc xong bài chánh văn. Dạ, con thành kính tri ân quý sư và quý đạo tràng. Con xin xuống mít. Nam Mô Bụt Tha Giá. Sa thú lành thay. Dạ, xin lỗi quý vị, không biết phải đọc xong phần chánh văn hay không. Dạ, do cái đường truyền chúng tôi nó bị đứt phải. Dạ, có phải cái phần chánh văn đã được đọc xong rồi phải không? Dạ, cảm ơn. Nam Mô Bụt Tha Giá, Nam Mô Tham Ma Giá, Nam Mô Sằng Kha Giá. Con xin thành kính đảnh lễ Đức Phật, Giáo Pháp và Chư Tăng. Con xin thành kính đảnh lễ đến Sư Phụ Tề Siêu, Thượng Quyền, Thượng Tọa Pháp Tăng, Thượng Tọa Minh Hạnh. Chào Sư Nguyên Thông, cùng kính đảnh lễ Chư Công Đức Tăng. Chúng chào đại chúng trong rung. Kính thưa quý vị, hôm nay thì chúng ta học về giáo trình Trung Bộ Kinh, đó là vậy thì qua cái phần dẫn nhập và phần đọc chánh văn, cái bài này nó liên tên là Xú Pháp,
mà ở trong bài kinh này nó là Supato Deya Buddha, có nghĩa là thanh niên này Buddha là con trai của ông Tô Đại Giác. Thì tại sao mà có cái bài kinh này quý vị? Bài kinh này là do xuất phát đã đến gặp Đức Phật để nói lên cái quan điểm của các vị Bà La Môn. Có cái nhận thức hay là có cái sự bên vực về cái lối sống mà nhập thế, là có nghĩa là có cái lối sống ở tại gia, có sống ở tại gia, thì các vị này cho rằng là cái đời sống tại gia đó nó sẽ đạt được cái kết quả lớn hơn cái đời sống của cái người xuất gia. Quý vị thấy rằng cái quan điểm này nó đi ngược lại với ở trong đạo Phật của chúng ta. Thì thật sự ra khi mà chúng ta ở tại gia chúng ta tu tập cũng được, nhưng mà chúng ta xuất gia một cách chân chánh đàng hoàng thì chúng ta tu tập cũng được, nhưng mà đối với cái sự xuất gia chân chánh thì chúng ta tu tập nó đạt cái kết quả nhanh hơn mà chúng ta đi theo cái con đường chánh đạo, hoặc là giống như là nói một những cái câu mà bình thường chúng ta thấy rằng là giống như thiền nhẹ, thiền mà tát nước ra được hết rồi, nó thiền nó nhẹ đó, thì nó sẽ nước nó đi mau hơn đó. Thì quý vị thấy rằng khi mà xuất phát đi đến nói với Đức Phật đó, thì Đức Phật đó đưa ra hai cái quan điểm then chốt, có nghĩa là đối với Phật pháp đó, có cơ sở nhận thức mà dựa trên cái sự phân tích đàng hoàng, và cái truyền thống đó, xuất gia đó được xem là quan trọng cho cái đời sống tu tập đó. Thì chính vì cái quan điểm này á, một sử gia ở phương Tây á, ta gọi Phật giáo nguyên thủy á, là cái Phật giáo phân tích ở trong cái điều này được gặp sơ đến thôi quý vị. Thành ra đó có nghĩa là phải nghiêng về đời sống xuất gia. Thì vậy thì quý vị thấy rằng chúng ta có ở thế gian người ta ưa nói nhất á, là tu tại gia, nhì á, là tu chợ, thứ ba mới là tu chùa. Nhưng mà thật sự ra đó là thế gian họ nói thôi quý vị, thế gian họ nói thôi, chứ đời sống ở tại nó nhiều cái phiền muộn, nó có nhiều cái chuyện để mà chúng ta bị chi phối. Còn đối với chợ thì nó chi phối hơn, nhưng mà người ta cho rằng là mình tu hai chỗ này nè, một là mình tu ở nhà, hai là mình tu ở chợ nè, mình tu được mấy cái chỗ đó mới gọi là mình hay. Trong hai cái chỗ, một là tu nhà, hay là tu chợ, nếu mà ai mà tu được thì người đó đúng thật là hay. Nhưng mà hỏi có tu được không? Không, khó, rất là khó quý vị. Đối với đời sống ở chùa, nhiều khi chúng ta ở cảnh trốn, quý vị thấy rằng khi mà mình muốn tu tập chẳng những là cái trú xứ, rồi bạn nữ thích hợp, vân vân, thời tiết thích hợp, vật thực thích hợp, nó có rất là nhiều cái thích hợp. Mà nếu mà đối với ở ngoài chợ thì sao mà gọi là trú xứ thích hợp được, hoặc là ở tại gia trú xứ thích hợp được. Thành ra mình nói là nói như vậy thôi, chứ thật sự ra rất là khó. Vậy thì sau khi mà xuất phá đưa ra những cái quan điểm như vậy thì lúc bấy giờ Đức Phật mới giải thích cho xuất phá nghe. Thì như chúng ta đã nghe cái phần chánh văn rồi đó, thì lúc này lúc trong cái thời gian này thì Đức Phật ở tại thành Sawatthi, ở tại cái chỗ mà của ông Cấp Cô Độc đã cung Đức Phật và Chư Tăng. Thì quý vị thấy rằng khi mà xuất phát Tô Đại Giá sau khi hỏi Đức Phật rồi thì mới đưa ra những cái quan điểm của mình. Thì khi mà xuất phát đó đưa ra cái quan điểm là
với thành tựu chánh đạo, chánh đạo thiện pháp. Còn cái người xuất gia thì không có thành tựu được chánh đạo thiện pháp. Thì đưa ra cái quan điểm như vậy, rồi mới hỏi Đức Phật, hỏi Đức Gotama, Đức Phật Gotama mình đó, có cái ý gì ở, có cái cũng như là có cái ý kiến gì ở trong đây hay không. Thì lúc đó Đức Phật mới nói cho thanh niên Bà La Môn Xú Khóa này nghe đó, ở đây á, ta đó là coi như là có cái phân tích, khi mà một cái điều gì, cái điều này được nói lên thì ta có cái chủ trương là ta phải phân tích, chứ không nói một chiều. Thì lúc đó thanh niên Bà La Môn này cũng nghe cái lời dạy của Đức Phật. Đức Phật nói là Đức Phật không có tán thán tà đạo của kẻ tại gia, đó, mà đối với cái kẻ tại gia hay là cái kẻ xuất gia đó mà hành theo tà đạo đó, do cái sự hành theo tà đạo đó thì không được, không có thành tựu, không có đạt được cái chánh đạo pháp. Thì ở cái đoạn này đó, thì quý vị thấy rằng là đối với dù có là cái người mà ở tại gia hay là cái người mà xuất gia, mà nếu mà mình hành theo tà đạo thì coi như vậy thì coi như là không có thể nào mà thành tựu được chánh đạo thiện pháp hết. Rồi lúc đó Đức Phật tán thán chánh đạo của cái người tại gia hay là cái người xuất gia. Nếu mà người tại gia xuất gia đó mà hành theo chánh đạo thì do cái sự hành này, do cái điều kiện này mà sẽ thành tựu được chánh đạo thiện pháp. Đó, thì quý vị thấy rằng đó, đối với Bà La Môn Xú Khóa đưa ra những cái quan điểm đó, Đức Phật đã nhận lấy cái quan điểm đó ra, phân tích ra cho nghe. Vậy thì bây giờ chúng ta thấy rằng có nhiều người, người ta lại người ta nói thôi tôi không cần vô chùa tôi tu, tôi ở nhà tôi tu cũng được rồi, miễn sao mà tôi miễn sao tôi làm cái chuyện tốt, mà tôi làm cái chuyện tốt cũng được. Thì lúc đó mình cũng phải cái vậy rồi. Bây giờ mình ở nhà mà miễn sao mà mình có chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, hoặc là có những cái hành động, thì mình sẽ tụ được chánh mình sức, hay là mình ở tại gia gì cũng nếu mà mình có cái sự mà hành theo chánh đạo, hành theo thì đó, thành ra có nhiều chúng ta thấy rằng những cái điều đó nó không có bị bác bỏ. Mà hãy mà bây giờ mà mình ở nhà hoặc là mình xuất gia thì mình cũng chánh đó, chúng ta thấy rằng Đức Phật đã phân tích, rõ cho thanh niên Bà La Môn Xú Khóa nghe. Rồi tiếp tục thì thanh niên Xú Khóa với Đức Phật nhiều cái do cũng như là do họ có nhiều cái công việc, nhiều cái việc phải là cần làm, nên cái nghiệp sự ở cái người mà tại gia đó nó có quả báo, nó có quả báo. Còn đối với cái người xuất gia đó thì cái cũng như là cái sự làm việc nó ít, thành ra cái quả báo nó lớn đó. Thì khi mà thanh niên Xú Khóa đó đưa ra cái quan điểm này, cũng hỏi Đức Phật, Đức Phật cũng điểm này mà Đức Phật giải thích cho thanh niên Bà La Môn này nghe, là đối với Đức Phật cũng không có chủ trương, một chiều mà phải đương tích một cách rõ ràng. Khi mà nói như vậy xong rồi á, Đức Phật đã phân tích, cho thanh niên Xú Khóa nghe, cái vị Bà La Môn này nghe, đối với
cái nghiệp sự, cái dịch vụ hay là cái công tác hay là cái tổ chức, cái là nếu mà ngài làm sai, làm không đúng thì cái kết quả nó cũng nhỏ, không thể nào mà nói kết quả lớn được hết. Mà nếu mà đối với những cái công việc, những cái việc làm, những cái lao lực đồ này kia đó, nếu mà mình làm đúng thì nó sẽ có kết quả lớn đó. Thành ra quý vị thấy rằng không thể nào rằng là cái việc làm này nó nhiều hoặc là nó nặng nhọc mà nó đem đến cái kết quả lớn được hết. Mà cũng không thể nào mà mình nói cái việc làm đó nó nhỏ mà nó đem lại cái kết quả nó nhỏ. Có nghĩa là cái việc làm đó dù cho nó nặng nhọc hay là dù cho nó lớn sao, nó nhỏ thì cũng vậy. Mà chúng ta đó, chúng ta làm mà đúng theo chánh đạo thì coi như là cái kết quả nó sẽ là cái kết quả lớn. Cũng như quý vị thấy rằng đối với ở trong kinh điển mà chúng ta học quý vị thấy không, có những cái chúng sanh cụ bé Kim Hoàng đi, nằm liệt ở trước nhà, cái mái hiên trước nhà, mà tâm chỉ có sao quý vị, chỉ có ở trong tâm chỉ có cái thấy rằng là nhìn thấy cái bóng của Đức Thế Tôn đi đến, muốn đảnh lễ Đức Thế Tôn nhưng mà đưa tay lên đảnh lễ không nổi, do cái bệnh lúc này nó trầm nặng. Nhưng mà lúc đó Phật nói thôi được rồi, như vậy sau khi Đức Phật đi qua cái đoạn đường đó, khuất tầm mắt của cậu bé Kim Hoàng, lúc đó cậu bé đã tắt thở và tái sanh cõi trời. Hoặc là quý vị thấy rằng là cái vị hồi bữa trước chúng ta học về một cái vị thanh niên Khatikara đó quý vị thấy rằng cái việc làm của cái vị đó là ở nhà ra ngoài bờ sông coi chỗ nào con côn trùng nó xới đất lên, lấy những cái về đồ gốm rồi để đằng trước, ai muốn lấy rồi để lại bao nhiêu tiền thì cái vị đó sẽ nhận cái số tiền đó để mà lấy mà nuôi cha mẹ đó, rồi lo tu tập đó. Thành ra quý vị thấy rằng rất là cái trường hợp mà cái trong cái đời sống ở tại gia người ta làm công việc đó không quá nặng nhưng mà đem lại cái kết quả rất là lớn. Hoặc là thí dụ như quý vị thấy rằng tín nữ Quý Sa Kha, con đàn cháu đóng có nghĩa là con và cháu ở trong nhà là trên 200 người, thì rồi quý vị thấy rằng nếu mà tính con cháu thôi đó, chưa tính tôi trai tớ gái ở trong nhà nữa. Rồi trong nhà thì quý vị thấy rằng cái công việc mà mình quản lý á, nó cũng phải tốn kém thời gian và công sức rất là nhiều. Thì đó là những cái việc làm nó rất là lớn, nó rất là nặng nhọc quý vị, rất là lớn, rất là nặng nhọc, nhưng mà đâu phải là đem lại cái kết quả nhỏ đâu, đem lại cái kết quả lớn, đem lại cái kết quả lớn. Có nghĩa là cái công việc của bà rất là nhiều, rất là nhiều. Nỗi mà bây giờ mà chúng ta thấy rằng ở trong gia đình chúng ta có 7-8 người thôi, mà chúng ta thấy rằng mà mình bán xiếng là nó cũng hơi mệt rồi, mà tín nữ Quý Sa Kha mấy trăm người thì cái công việc đó rất là nhiều. Nhưng mà cuối cùng bà vẫn tất cả hết những cái điều gì từ trên bà làm được hết. Thậm chí mà bà còn để cái thời gian để mà chiều đi đến chùa nghe, rồi cầm theo những cái thức buổi chiều để mà cúng dường cho các vị sa di vân vân đó. Thì quý vị thấy rằng cái kết quả của bà, cái công việc kết quả cũng lớn đó. Thì quý vị thấy Đức Phật đã phân tích cho thanh niên Bà La Môn nghe về những cái người mà người ta dù cho ở xuất gia hay là tại gia gì cũng vậy, mà nếu mà người ta có cái cho cái việc làm đó là nhỏ hay cái việc làm đó là lớn, nhưng mà hãy mà đi theo chánh
À, có nghĩa là đi theo những cái thiện nghiệp á, thì quý vị thấy rằng là đúng á, thì coi như là cái người đó sẽ đạt được cái kết quả nó lớn. Còn nếu mà bây giờ mà mình nói rằng á, là cái công việc của mình nó nhiều, công việc của mình nó nặng nhọc, mà nhưng mà mình làm nó sai á, thì coi như mình có đạt được kết quả lớn không? Không đạt được kết quả lớn, mà nó chỉ đạt được một cái kết quả nhỏ thôi. Một cái kết quả nhỏ thôi. Thành ra quý vị thấy rằng là ở trong những cái giai thoại này, ở trong những cái giai thoại này đó, thì Đức Phật của chúng ta đó phân tích cái vị thanh niên Bà La Môn này đã hiểu được mình không có chấp về bên này. Mình không có chấp đây là công việc lớn, mình cũng không có chấp đây là công việc nhỏ, mà mình cũng không có chấp đây là cái người mà xuất gia, mà đây là cái người tại gia, hoặc là làm nhiều việc hơn, hoặc là cái người mà xuất gia sẽ làm được nhiều việc hơn cái người tại gia. Nhưng mà ở đây là do đâu quý vị? Mình không có thiên chấp về bên này bên kia, mà ở đây là do mình biết được là thế mà ai mà hành theo chánh đạo, ai mà hành theo cái con đường thiện nghiệp, thì cái người đó sẽ có cái kết quả lớn, cái người đó sẽ được thành tựu cái phước báo lớn. Cái người đó là cái người tại gia hay là xuất gia, dù cho cái người đó là có những cái công việc có những cái công việc lớn hay là những cái công việc nhỏ gì cũng vậy, mà nếu mà theo chánh đạo thì cái người đó sẽ đạt được cái kết quả tốt đó. Thì sau khi mà nói như vậy rồi đó, thì quý vị thấy rằng thanh niên Bà La Môn xuất phá này cũng chưa ngừng lại, cũng chưa ngừng lại, mà thanh niên xuất phá đã đưa ra nói rằng là các cái vị Bà La Môn có chủ trương năm cái pháp để mà tác phước, để mà đắc thiện. Thì thanh niên Bà La Môn nói lên là năm cái pháp đó, năm cái pháp đó nó là được xảy ra, được năm cái pháp đó là được duy trì, được xảy ra ở trong cái những cái vị Bà La Môn. Thì Đức Phật nói đi cái pháp gì. Thì lúc đó Xuất Phá mới nói rằng là cái pháp chân thật, cái pháp chân thật là thứ nhất nè, rồi cái pháp khổ hạnh là thứ hai nè, rồi cái pháp thứ ba đó, cái pháp thứ ba là cái pháp phạm hạnh, rồi cái pháp thứ tư á, cái pháp thứ tư á là cái pháp tụng độc. Quý vị thấy rằng cái pháp thứ tư là cái pháp tụng độc, rồi cái pháp thứ năm là cái pháp thí xả. Có nghĩa là quý vị thấy rằng đối với thanh niên xuất phá này coi vậy chứ rất là cũng như là có cái sự mà nghiên cứu rất là nhiều, nhưng mà có điều không tới. Ví dụ như là chân thật, có những cái pháp là khổ hạnh, có những cái pháp là phạm hạnh, có những cái pháp là tụng độc, hoặc là có những cái pháp là thí xả. Đó, thì những cái pháp này đều đưa ra đều như là môn chủ trương những cái pháp này để mà tác phước rồi đắc thiện đó. Thì thám hỏi vậy thì Đức Phật là có cái cũng như là có cái quan điểm gì hoặc là có cái ý gì ở trong năm cái pháp này. Thành ra đó, lúc đó Đức Phật nói với cái thanh niên Bà La Môn này á, nếu mà có những một Bà La Môn nào mà trong những cái Bà La Môn đã nói á, là vị ấy chứng đắc, có nghĩa là ở trong cái đoạn này sao quý vị, khi mà thanh niên xuất phá đưa ra năm cái pháp này của Bà La Môn, đưa ra năm cái pháp của Bà La Môn này á, thì Đức Phật mới hỏi lại Xuất Phá đó, vậy thì ở trong những cái vị Bà La Môn á, có cái vị nào đã tuyên bố
chiên ta đã từng như là chứng tri, có nghĩa là với cái thượng trí, với cái sự hiểu biết của mình á, mà hiểu được cái sự chân thật này, nó đem đến cái quả báo, nó đem đến cái lợi ích như thế nào hay không. Hoặc là có vị bà la môn nào mà nói về cái pháp khổ hạnh này nè, hoặc là cái pháp tụng đọc, hoặc là cái pháp thí xã này nè, đó đạt pháp này rồi, ai mà hành theo cái pháp này sẽ có cái quả dị thục như vậy, như vậy, như vậy. Đó, thì quý vị thấy không? Ở đây á, Đức Phật khi mà thanh niên xuất phá trình bày ra những cái pháp đó của bà la môn, nhưng mà Đức Phật hỏi lại á, có bà la môn nào mà ông nói được cái kết quả khi mà mình hành cái pháp đó hay không? Quá nó mới nói bạch Đức Thế Tôn, thưa tôn giả Gautama, giống như là bạch Đức Thế Tôn á, là coi như là không có ai nói gì hết, không có ai mà tự nhận mình là chứng đắc gì hết. Rồi Đức Phật mới hỏi thêm là những cái vị bà la môn hoặc là những cái vị đại tôn sư của các ngươi đó, cho đến bảy đời tôn sư luôn, bảy đời tôn sư luôn, thì những cái vị đó, có ai mà nói là ta đã tự ta hoặc là tự mình đã chứng tri với những cái lúc đó Đức Phật thanh niên xuất phá đó nói ra là những bà la môn có những cái pháp như vậy. Rồi Đức Phật mới hỏi là có ai mà tuyên bố là mình cái pháp đó không? Có. Đức Phật hỏi luôn, Đức Phật hỏi luôn là coi như là đến bảy đời mà tôn sư của các ngươi luôn, bảy đời tôn sư của các ngươi luôn, có cái đời tôn sư nào mà nói là ông đã chứng được những cái pháp này không? Có cái ông tôn sư nào, có nghĩa là quý vị thấy là giống như là hỏi luôn sư tổ luôn đó, sư cố tổ luôn đó. Mà thanh niên xuất phá này á, là coi như là cũng trả lời với Thế Tôn không, cũng không có ai, cũng không có ai nói lên cái điều này hết. Đó thì lúc đó Đức Phật mới nói tiếp luôn á, là những cái vị tu sĩ mà ở trong cái thời ở cái thời xa xưa luôn, hoặc là những cái vị mà luôn mà sáng tác những cái thần chú, hoặc là trì tụng những cái thần chú mà trì tụng hát ca vịnh rồi giảng dạy đủ hết. Lúc đó những cái vị mà ngoại đạo sư mà có danh tiếng thời đó, Attaka, Quá Má Cá, hoặc Quá Má Đê Quá được vân vân, có nghĩa là nêu tên lên những cái vị mà rất là giỏi, những cái vị rất là giỏi thời đó. Rồi Đức Phật hỏi là những cái vị đó, người có nghe rằng là những cái vị đó đã nói là những cái vị đó đã chứng đắc được những cái pháp mà người nói không? Chứng đắc được rồi cái kết quả gì cái pháp đó? Thì thanh niên xuất phá coi như là cũng bạch với Đức Thế Tôn không, có nghĩa là luôn cả những mà nổi tiếng thời xưa, thời nay, thời bấy giờ vân vân, những cái vị đó cũng không nói gì hết, cũng không có dám tự nhận mình. Đó thì quý vị thấy rằng khi mà được nói rồi đó, thì coi như là hỏi tới hỏi lui đó, hỏi tới hỏi lui là coi như là không có cái gì được hết, không có cái gì được hết. Nói thì nói như vậy, đưa ra cũng như quý vị thấy rằng á, cũng như có những lần á, có những cái thời gian á, quý vị thấy không, nào cũng vậy, Nam truyền Bắc truyền, Bắc sẽ tùng truyền hết á, đó chùa nào cũng vậy, cũng để tứ niệm bước, rồi ngay cả những cái nhóm Phật tử nhỏ nhỏ luôn, những cái nhóm nhỏ nhỏ đủ thứ nhóm quý vị. Thì lúc đó quý vị thấy rằng có một cái thời điểm đó coi như là chỗ nào cũng dán lên là coi như là tu tập đang hành về pháp ra đó, thì không ai biết được cái gì hết, rồi ai cũng như là lúc đó có quý vị biết rằng có nhiều cái tông phái ngày hôm nay quý vị biết rằng hôm bữa chúng tôi coi ở trên những cái
Vì các cái tôn giáo khác á, khi mà trả lời á, thì cũng đem những cái câu Pali, thí dụ như nói về giới cũng như cái chữ si lá ra mà nói. Nhưng mà thử ra đó họ nói nó không có đúng theo cái tinh thần của Phật giáo Nam truyền, nhưng mà người ta vẫn đem những cái câu Pali đó ra để mà người ta nói đó, thì giống việc giống y như cái bài kinh này. Xuất phá nói rằng là đối với những cái vị tôn sư á, những cái vị mà ở bên Bà La Môn á, là có năm cái pháp thành phước báo, năm pháp đó là hạnh phạm hạnh tụng đọc thí xã vân vân, nó nói vậy. Nhưng mà khi mà được Đức Phật hỏi lại rồi á, Đức Phật hỏi lại thì có ai chứng đắc không, có ai đắc hoặc là có ai biết được cái khi mà một người hạnh vậy đó thì cái quả dị tục có nghĩa là cái kết quả cái vị đó được cái gì, nghe được cái gì không? Không có ai, hoặc là không có ai nói là mình chứng tri, không có ai nói là cái kết quả mà khi mà mình hành cái pháp đó là mình được cái gì. Thành ra đó quý vị thấy rằng cũng như giống như cái thời gian trước mà chúng tôi thấy rằng như là ai hở tới là cũng là coi như là điều nói về cái pháp môn tứ niệm xứ hết. Nhưng mà quý vị thấy rằng hãy mà đùng cái mà ai mà nói ô thôi học học mấy cái gì mà nó căn bản đi thôi, đừng có đưa mấy cái tiêu đề lớn quá, là coi như là những người ta giận dữ lên, người ta giận dữ lên liền, giận dữ mà người ta thay đổi cách xưng hô, người ta thay đổi cái cách nói chuyện. Quý vị thấy rằng những người mà tu tứ niệm xứ đó, ví dụ như cái dân mở xứ cứu rú đi, người ta hỏi bạn ở trong thân họ tâm đang hành theo cái đề mục nào, thì cái người đó nếu mà trả lời đó là tôi không có hành theo cái đề mục nào hết, thì cái người đó chỉ nói sao, chỉ nói rất là uổng cho kiếp sống này của bạn, chứ người ta đâu có sân si, người ta quá chữ là cái đồ này đồ kia đó. Thành ra đó, đối với cái người mà người ta tu tập thiền thật sự đó, quý vị thấy rằng là như là ít khi nào mà người ta đi khoe khoang, hoặc là ít khi nào mà phết trương phết đại người ta lên. Nhưng mà nếu mà quý vị cần, để giúp, có lần chúng tôi ở bên Biên Điện, cho hồi xưa là một cái vị quen rất là thân với chúng tôi, thì quý vị biết rằng ở trong trường thiền người ta nói cái vị đó là không ở đây suốt 2 năm trời, hầu như là rất là ít khi nói chuyện với một ai. Người ta nói rằng cái vị đó có một cái điều rất là hay, ví dụ như quý vị mà lỡ nói xưa chiều nay sư giúp cho tôi quyển kinh đó, cái vị đó sẽ đọc và đúng chiều cái giờ mà ví dụ như cái giờ mà rảnh, giờ mà 5 giờ mà không có còn hành thiền là quý vị biết rằng tự động cái vị đó đã đứng trước cái cốc của mình để mà cầm quyển kinh mà chờ sẵn rồi đó. Thì quý vị biết rằng cái tiếng đó, nó được đồn xa có giỡn nha, nhưng mà có cái nhu cầu mà cần là cái đó lập tức giúp liền đó. Thì quý vị thấy rằng đối với những cái sự người ta tu thiền thiệt thì người ta không có người ta không có những cái sự mà sân hận đối với những cái chuyện mà nó không đáng nó không đáng đó. Trở lại cái bài học này thì quý vị thấy rằng khi mà được hỏi như vậy đó, thanh niên số 3 đó đã trả lời cái diện nghĩa là thông minh đó đó, thì quý vị thấy rằng rõ ràng là những cái lời nói, những cái phát ngôn của ngoại muốn là coi như là không có cái chỗ đứng nữa rồi, không có chỗ đứng nữa rồi. Thành ra Đức Phật đó, mới nói với thanh niên số 3 đó, các người giống như là một cái chuỗi người mù, có nghĩa là giống như là một cái đám người mù á mà ôm lưng nhau, đối với cái người đi đầu cũng thấy đường, cái người đi giữa cũng thấy đường, cái người mà đi cuối cũng thấy đường, nói chung là nguyên đám mù. Thì quý vị thấy rõ ràng các vị bà môn tuyên bố, rồi đại sư của ông cũng hai tuyên bố, rồi đại tôn sư đến 7 đời luôn, đến các vị mà đang có tiếng ở trong thời hiện tại, đang có tiếng ở trong cái thời xưa, mà giờ cũng ai chứng đạt cái pháp gì, mà lúc nào cũng tiên thiết, lúc nào cũng giống như là một người mù. Người mù thì quý vị thấy rằng thấy cái này nói cái kia, có nghĩa là do cái cảm giác nhận được cái vật đó giống như là
tả một cái con, tả một cái con dâu ấy, coi như là cái nào cũng nhà đó. Ở đây Đức Phật nói với thanh niên xuất phá đó, cái nhóm người của các ngươi mà thầy ngươi như cái nhóm người của ngươi cũng như là giống như cái mù, thì xuất phá đó khi mà nghe Đức Phật Đức Thế Tôn nói cái hậu liền, thật sự ra quý vị thấy Bà La Môn, bà La Môn nói những họ cũng họ không có cái pháp tu quý vị, ra phẫn nộ không có quan hỷ, khi mình bị nghe cái sự mà cái lời mà vỡ phạt của cái người thanh niên xuất phá này cũng bán nói Đức Thế Tôn mà như là, nhưng mà đối với Đức thì quý vị thấy rồi, ngay thực trạng nó là như vậy thì mấy ông giống người mù, tôi nói người mù chứ không phải là nói bằng cái lời sân hận, không phải nói bằng cái lời nào mà có không có nào mà có cái, rồi tiếp đó thanh niên xuất phá cũng tiếp tục cũng nói với Đức Thế Tôn là có ông Bà La Môn Bốc Khá Ra Sá Tí thuộc cái dòng Upamana vân vân, có nghĩa là cũng còn một cái vị Bà La Môn đó nữa ở trong cái khu rừng, sống ở trong cái khu rừng đó, là một cái kiến có cái tri kiến rất là thắng, xứng đáng ngang hàng bằng với cái bậc thánh đó. Thì khi mà cái lời nói của cái người đó cái mà thanh niên nói lên cái điều đó thì lúc bây giờ ngài cũng một lần nữa ngài phân tích cho thanh niên xuất phát nghe là đối với những cái vị Bà La Môn đó cũng như là giống như là những người mà nói suông bằng cái cách nào cũng bị, bằng cái cách là Đức Thế Tôn đưa ra cái hỏi xuất phát là coi như là cái vị Bà La Môn mà ông nói là cái vị mà Bốc Khá Ra Sát Tí ông có biết được tâm tư của những vị Sa Môn Bà La Môn không? Đó thì xuất phát nói Bạch Thế Tôn, cái người tớ gái mà cần tâm tư của người tớ gái đó, tâm tư người tớ gái đó nữa, thì làm sao mà ông biết được tâm tư của tất cả các vị mà Sa Môn Bà La Môn? Có nghĩa là quý vị thấy không, cũng đưa lên cao quá, cái vị mà đang trú trong cái rừng đó đó, là cái vị đó là chứng đạt thượng trí đồ này kia, có thượng trí đồ, có thắng trí thù thắng đồ này kia vân vân, đó thành ra rồi biết được tâm tánh của người này kia vân vân, ngài đưa lên cao quá, giống như mà ở trong Pháp Cú Kinh á, quý vị thấy không, cái ông gia chủ theo ở bên đạo Phật khi mà lúc đó những cái vị Bà La Môn đi đến nhà ông nói á, bây giờ á, tại vì các vị Bà La Môn này á, là tuyên bố á, là biết được quá khứ vị lai, biết được hiện tại luôn, thành ra đó là nhà của chúng tôi là đã gài sẵn ở dưới tấm thảm á, là nguyên một cái hầm phân, mà mấy ông mà đã tuyên bố mấy ông biết được quá khứ hiện tại vị lai á, mà ông không biết được ở dưới cái tấm thảm này là hầm phân á, ông bước vô á, mà mấy ông rớt xuống á, là tôi cho hai tớ gái nó đập lên đầu ông ngán chịu đó. Thì quý vị thấy rằng khi mà ông ra tiếp đó là ông nói rồi, là ông nói trong tâm rồi, tại các ngài xưng là các ngài biết hiện tại vị lai, mà bây giờ ở dưới cái tấm thảm tôi trải là ở dưới là cái hầm, mà nếu mà mấy ông mà rớt xuống dưới đó cái cây mà nện lên đầu mấy ông đó, thì quý vị thấy rằng không ra ông nguyện vậy. Nếu mà thật sự có mình và quý vị còn nghe được âm thanh của chúng tôi hay không, đó giờ con cảm ơn đó. Đó, ông này ông rất là đàng hoàng quý vị. Nếu mà mình nói mình biết được quá khứ hiện tại vị lai, mình biết được thì biết là thấy được. Ông nói là biết được quá khứ hiện tại vị lai, mà ba cái chuyện cái hầm phân này mà ông không biết là coi như là ông chết rồi. Đó, quý vị này khi bước vô trong đó rồi thì quý vị thấy rằng rồi ông gia chủ này ông đã cho ông nào mà ngóc cái đầu lên là bị nền
cây súng mà nó mà dí chạy vòng vòng đó, cho bỏ mà tuyên bố bậy bạ, là có nghĩa là không có chứng đắc mà dám tuyên bố mình là đảng. Cái điều này quý vị thấy rất là nguy hiểm, quý vị ở đây cũng vậy. Nếu mà chúng ta mà đi ra ở ngoài nằm mà chúng ta đã từng học kinh học lực kia đó, nếu mà chúng ta gặp ngoại đạo đó, gặp ngoại đạo mà gặp mà những người mà như là coi như là gọi là cao, hoặc là đối với mà khi mà tuyên bố những cái điều gì mà bậy bạ đó, mà gặp những cái người mà Phật tử chân chánh có cái sự hiểu biết đàng hoàng á, mình những người đó mà quý vị không? Nếu mà đi ra bên ngoài những lúc mà quý vị đi hành hương, quý vị gặp nó, quý vị gặp những cái người bạn đạo khoe, người ta khoe là thầy của người ta là có thiên nhãn thông, thầy cũng có gì thông nữa vân vân, có những người Phật tử nguyên thủy ở trong đạo nguyên thủy, mình nghe những cái điều đó là mình biết rồi thôi, ngã ngày bảy bảy, mà không có một cái vị sư nào mà ở trong Phật giáo nguyên thủy này mà tuyên bố mình là chứng thiên nhĩ thông, thiên nhãn thông gì hết. Đó, thành ra quý vị thấy rằng những trường hợp đó, nhưng mà quý vị thấy, quý vị nghe những điều đó, mình đừng có nên cãi. Ngài biết đây là từng bậy, đây là một cái sự mà hết sức là bậy bạ. Đó, hết sức bậy. Đó, rồi, thì quý vị thấy rằng là coi như là lúc đó Đức Phật đã hỏi Xuất Phá, thì Xuất Phá mới trả lời là coi như là cái tâm mà ông còn không biết nữa, có nghĩa là cái người mà cái người mà không hiểu biết ác của mình mà gần mình nữa, mà mình còn chưa biết được tâm tư của người đó nữa, thì làm sao mình biết được cái tâm tư của các vị sa môn, các vị bà la? Đó, thanh niên Xuất Phá đã trả lời Đức Phật nghe như vậy. Thì lúc đó Đức Phật mới nói với thanh niên Xuất Phá đó, các người, những cái người đó giống như là một cái người mà sanh ra đã mù, có nghĩa là không có thấy cái màu sắc, màu đó là màu xanh, màu trắng, màu vàng, màu gì. Những cái vị đó cũng nói, ngay cả những cái chuyện, những cái mặt đất mà nó bằng phẳng hay là không có bằng phẳng gì đó, thì cái người đó cũng không thấy được những cái điều đó. Đó, thì vậy thì nếu mà nói một cách chân chánh là không có những cái vị đó, không có những cái tri kiến thù thắng gì hết. Cái vị không có những cái tri kiến thù thắng gì hết á. Những chuyện mà bình thường thôi, những cái chuyện bình thường thôi mà cái vị đó còn chưa có biết nữa, thì giống như là cái vị đó, giống như là cái người mà tuyên bố mà có những cái pháp thượng nhân, người đó là giống như những người mù vậy thôi. Đó, thì một lần nữa thì quý vị thấy rằng đối với thanh niên Xuất Phá đã hoàn toàn thất bại khi mà đưa ra cái điều gì đó, đưa ra một cái điều gì đó cũng bị Đức Phật đã đập ngửa lên hết. Đức Phật đã lật ngửa lên hết cho thanh niên Xuất Phá nghe. Đó, thì quý vị thấy tiếp theo thì Đức Phật đã đưa lên cái thí dụ, thí dụ mà hai cái vị Bà La Môn ấy, hai cái vị Bà La Môn mà đi đến được cái sự mà được cái sự cứu thế, thì quý vị là hai cái vị đó, cái sự của nhau, từ cái sự cái thực phẩm cũng nhiều, hoặc là từ ngồi vân vân. Thì nếu mà quý vị thấy rằng những cái chuyện đó mà mình còn dành với nhau nữa đó, thì nó quá là phàm phu, đó là những cái vị tôn sư, hoặc là đó là những cái vị mà đại hết đó. Thành ra Đức Phật nói rằng đối với Xuất Phá mình dù cho mình sống là mình tu tập ở tại gia hoặc là xuất gia cũng vậy, đối với những cái pháp gì đó là mình coi như là mình phải có cái sự mà liên hệ đến những cái sự suy tư, mình luôn luôn làm nghe cái gì đó mình cần phải phân tích, cần phải cân nhắc, rồi mình cần phải suy tư, rồi khi mà mình cảm thấy nó đúng, nó hợp thì mình chấp nhận, rồi mình mới nói lên cái điều đó, nói lên cái điều đó. Khi mà mình đã cân nhắc cái điều đó, nó có đến mục đích hay không, nó có đưa đến mục đích hay không, hoặc là nó có liên đến mục đích không, thì phải có cái sự nhắc. Và tiếp theo Đức Phật còn nhắc thêm cho thanh niên Xuất Phá nghe, đối với những cái vị La Môn còn sống ở rừng như vậy đó, nhưng mà vẫn còn bị những cái truyền cái, vẫn còn bị những cái truyền cái che đậy, tham truyền cái, sân hận truyền cái, hôn trầm thị miên truyền cái, trạo hối truyền cái, nghi truyền cái, vân vân, đều bị năm cái truyền cái này nó trói buộc. Thì quý vị rằng nếu mà chúng ta tu tập mà những truyền cái sai xử mình, hoặc là lúc nào nó cũng che lại mình, thì không thể nào mà tâm của chúng ta mà được trong sáng, có
có nghĩa là tâm chúng ta nó mạnh mẽ đó quý vị. Khi mà chúng ta bị hoài nghi, hoặc là chúng ta bị sân hận, hoặc là chúng ta bị hôn trầm, nói chung là một trong nếu mà khi nào á, mà tâm của chúng ta á, mà chúng ta đè nén được là thì nó mới cũng như là nó mới có cái sự có cái sức khỏe ở trong tâm, có nghĩa là có cái sự mà sáng suốt ở trong tâm là do mình không có bị che đậy, không có bị ngăn chặn, không có bị bao phủ mà bởi những chuyện cái này thì lúc đó, đó thì mình còn được sáng suốt tí xíu, mình còn sáng suốt tí xíu. Còn đối với những cái vị này á, thì coi như là giống như là cái người mà vừa bị chuyện cái nó ngăn chặn nó che đậy rồi đã như vậy á, còn bị năm dục là năm dục chữ nữa, có nghĩa là mình bị dính mắt với âm với mùi vị xúc cảm, đó là mình đều bị khối mở khả hỷ khả lạc khả ái, thành ra làm sao mà mình sáng suốt được đó. Rồi Đức Phật mới đưa ra cái hình ảnh cái ngộ, cái hình ảnh nữa. Thì lúc đó Đức Phật nói với thanh niên xuống ngọn lửa nào mà nó mạnh mẽ hay không? Tại sư quá nói rằng là cái ngọn lửa đó mà nó không có, nó không bị cỏ với cây á, thì cái ngọn lửa đó nó sẽ sáng tối. Nó phải là như vậy, không phải là như vậy. Đối với chỉ có cái đối với một về cái thiện pháp, tu tập về cái thiện pháp, do cái thiện pháp đó, mà do chúng ta tu tập cái thiện pháp nhiều dẫn đến ly dục, ly các ác pháp, chứng và trú sơ thiện, nhị thiện. Có nghĩa là đối với khi mà chúng ta có cái sự tu tập thì tâm của chúng ta nó sẽ được mạnh mẽ, nó được trong sáng. Còn đối với những cái vị mà Bà La Môn tuy là tụng niệm những cái điều kia đó, thì vậy nó giống như cái ngọn lửa của lửa rơm nước cỏ vậy thôi, chứ nó không phải là những cái ngọn lửa mà do cái năng lực tâm của mình nó sáng lên, nó có cái năng mình đó. Thì vậy thì những cái người nào mà có cái sự tu tập, mà có cái sự tu tập đó, thì cái phước báo, cái năng lực, cái tâm của cái vị đó mới là soi sáng. Đó, khi mà nói đến là những cái điều này thì thanh niên xuất phát mới hỏi nha, thanh niên xuất phát là coi như là mới đối thoại tiếp với Đức Phật, có nghĩa là hỏi Đức Phật là biết cái phạm thiên rồi không, biết phạm thiên, cái cõi phạm thiên, rồi biết cái con đường đi lên cái cõi phạm thiên không. Thì lúc đó Đức Phật mới đưa ra cái thí dụ giống như là một cái người mà sanh ra ở cái làng đó, thì biết làng của mình ở hay không đó. Rồi Đức Phật nói với thanh niên xuất phát, cái người đó tuy rằng sanh ra ở trong cái làng đó, nhưng mà có khi cũng không, khi mà người nào hỏi đi bằng cái đường nào mà để đi đến cái ngôi làng đó, cái người đó có khi trả lời được, có khi trả lời. Còn ta những cái vị Bà La Môn là nói về cái cõi phạm thiên thì cũng nói vậy, rồi cũng trình bày con đường đi đến cõi phạm thiên, nhưng mà nó có nghĩa là nó không có sáng tỏ. Nhưng mà đối với Như Lai đó, thì Như Lai chẳng những Như Lai biết được cái cõi phạm thiên là như vậy, mà biết cái con đường mà dẫn đến cái cõi phạm thiên luôn đó. Thì thanh niên xuất phát đó mới bật giảng cho con nghe, giảng cho xuất phát nghe cái con đường mà đến phạm thiên lớn đó. Thì Đức Phật thì ai mà tu tập với tâm từ, với tâm bi, tâm thủy, tâm xã, mà các phương các thức trên dưới, hướng trên hướng dưới, ở tám phương tám hướng nào mà có cái sự mà cũng như là tu tập thủy xã từ bi xã rải khắp phương khắp hướng như vậy, thì đó là cái con đường mà dẫn đến tâm nhớ đó. Thì quý vị thấy rằng là coi như là thanh niên xuất phát này đưa ra những cái quan điểm của Bà La Môn như là bị gãy hết, giống như bây giờ chúng ta tạm thời là chúng ta nói rằng là coi như là bị bẻ gãy hết, bẻ gãy hết cái Đức Phật á, là nói Đức Phật á, những cái chuyện xa hơn Bà La Môn là phạm thiên là dục, mà hỏi Đức Thế Tôn á, Đức Thế Tôn cũng thuyết giảng cho nghe phạm thiên là như thế nào, rồi con đường mà dẫn đến phạm thiên là cái con đường phải tu tạm sao cho xuất phá nghe hết. Thành ra tới đây quý vị thấy rằng thanh niên xuất phá coi như là chỉ có một đường thôi, quy y tán dương Đức Phật, quy y Tam Bảo và tán dương Phật. Và đối với Đức Thế Tôn Gotama đó là giống như là những cái người mà dẫn những gì đã bị quan đã phơ trước đây đã chỉ được cái người bị lạc hướng, đem đèn sáng vào bóng tối để cho những ai có mắt có thể thấy được các sắc. Có nghĩa là quý vị thấy rằng đây là những cái lời tán ta nghe tỏ mọi người ta không trong si mê lầm lạc, rồi thành ra người ta đã cái vị đã tán luôn những cái nghe pháp của Đức Phật
mà thì quý vị thấy rằng ta có cách tán dương là một cách rất là mình nghe phải nói là không biết là quý vị như thế nào, nhưng mà đối với chúng tôi rất là hay, mình cảm thấy rất là hay. Hoặc là quý vị thấy nháy là coi như là quý vị biết có những cái diễn đàn khi mà quý vị mà pháp sư mà thuyết pháp đến cái chỗ nào mà người ta nghe mà người ta tâm người ta quan nghĩa, thì lúc đó mà chúng tôi nghe cái hội chúng người ta xa nó gần với kinh điển nó vui vị. Còn mà mình nghe cái hội chúng nào mà vỗ tay cho càng vỗ tay trong tay càng vỗ tay thì mình nghe nó giống như là cái hội họ quá, chứ không phải là giống một cái pháp hội. Trong cái ví dụ như quý vị thấy rằng bởi vì một cái vị giám sư, một cái vị sư khi mà thuyết pháp những điều gì mà quý vị nghe quý vị quan nghĩa mà quý vị nói lên là xa thú mà thì đối với những cái vị mà chúng âm lên thì nó giống như là anh tất nhiên chúng tôi có tin, chứ tôi hình dung là giống như anh tất nhiên chứ phải là không có hỏi vị. Thời nay thì mình nói ở trong lớp học của mình thì mình nói như vậy được thôi, chứ chúng tôi thấy ở ngoài hình như là bây giờ là người ta thích vỗ tay hơn, người ta khen hô hơn. Đó thì quý vị là đối với thanh niên phá là coi như là hoan hỷ với cái lời của Phật dạy. Rồi tiếp theo đó thì thanh niên phá đã một cái vị Bà La Môn, gặp cái vị Bà La Môn mà cho nó xuống là đã đi đến thăm Phật. Rồi khi chạm mặt với Sư Phá thì hai bên cũng có cái sự trao đổi. Sau khi trao đổi xong thì Bà La Môn cho nó xuống là cũng rất là quan hỷ, rất là quan hỷ, thành ra cũng tán thán Phật luôn, cũng tán thán Đức Phật tối thượng. Mà lúc đó thì cũng khen là Đức vua Vasiṇī, Đức vua Vasiṇī ở nước Kosala này là cũng như là coi như là có Đức Phật ở đúng chỉ là một cái điều mà lành hai, một cái điều hai thần dân ở trong cái xứ này mà có một cái Phật chánh đẳng chánh giác mà trú ngụ ở trong đây, có những cái vị thánh tăng mà trú ngụ ở trong đây. Đó thì quý vị thấy rằng coi như là cuối cùng là hết không có ai mà làm cái gì mà vượt qua được Đức Phật hết. Đó thì kính thưa quý vị, ở trong cái bài học ngày hôm nay thì không phải chúng tôi thiếu mất thời gian, mà do cái bài nãy là khi mà đọc xong là 8:04 bài mong quý vị thông cảm và mong chư tăng cũng thông cảm cho con. Và bây giờ là con xin dâng cái phần phước này đến các chư tổ tăng chia điều đến cô phụ nữ cùng các vị chị nam chị nữ và yên và chúng sanh và giới cũng lọt qua nghĩ thọ lãnh nghiệp nhau cả xin thần thọ. Các cái chương để học tính thì đơn giản chưa tăng thì cố gắng để trình bày cho đầy đủ, tất nhiên chúng ta có chương trình mà tốt thì không sao. Dạ rất là hoan nghênh. Và thưa đại sư, thì có còn ở trước mắt không? Nếu thưa đại sư không ở trước mắt thì chúng ta hoan nghênh chia sẻ bài cảm nhận của chúng ta về kinh nghiệm hôm nay. Một lần nữa xin hỏi thưa đại sư, chúng ta có ở trước mắt không? Là chúng ta hôm nay ông thấy các bạn đại sư đưa ra vấn đề mà xuất phát lên lên thì thật ra nó là một vấn đề từ nó cổ điển và là môn giáo. Và chúng ta cũng thấy rằng 500 năm sau khi Đức Phật ngày vi lịch thì Phật giáo đại thừa khởi lên và bắt đầu đưa ra cái quan điểm là Bồ Tát đạo nhập thế đi vào cuộc đời. Và hiện nay thì cũng rất nhiều người họ nói rằng mình tu không phải là giáo là mình tu, hay là nếu mà ở nhà mình làm tốt bổn phận thì mình tu tốt rồi. Và thậm chí ngày nay ở bên Mỹ có nhiều người quan niệm rằng một cách yên tĩnh ở một nơi đó thì mình tu tốt hơn là mình tu dựa thì ở trong chùa ở dưới chư tăng rồi có bên như thế này có bên thế kia không ổn. Thì thật sự một xíu thì ở trong thời buổi hôm nay cái sự xuất gia đó có giá trị rất tốt cho cuộc sống của mình hay không? Cái chuyện gì muốn thầy Phật lễ và pháp lễ trong chúng cứ đặt nhà những gì ở bất cứ cái thời điểm nào đời sống xuất gia cái mà không biết được cái pháp tu tập thì đâu đó mình đang ở cái thời của Đức Phật cái sự xuất gia như vậy cũng không có tốt, tu hành như vậy cũng không có chứng đạt được cái gì. Đức bàn lúc đó du sĩ sư phật đáp
nó phiên thành chúng tôi đang mệt, đừng có làm phiền Đức Phật. Nhưng Đức Phật này ở trong nghe như vậy rồi bảo Tôn Đà hãy cho xuống phật đá đến đây, là khi mà xuống phật đá đến đây để Phật về cái sự tôn kính của các ngoại đạo, Đức Phật cảm bảo những chuyện hãy để con bên ngày dạy cho xuống đá nhất. Bất luận trong giáo pháp nào có thích đạo thì trong giáo pháp đó để nhất nhị đi tam đi tứ sư môn. Còn người không phóng bóng lãng bởi vì trong cái cuộc sống ngày nay thưa quý vị, ta không hiểu Phật pháp, không có tinh tấn nỗ lực để mà tu tập, cứ sống qua ngày đoạn tháng, không có làm cái gì, không có tu tập cái gì. Thì như vậy cái đời sống xuất gia đó chỉ còn cái hình thức, và khi mà đời sống xuất gia không tìm thấy cái sự an lạc, cái sự yên vui thì xem như là bỏ đi rồi. Và như vậy thì cái đời sống xuất gia lúc bây giờ
không có lợi ích cho mình, không có lợi ích cho người khác, không có lợi ích cho giáo pháp, thì về xuất gia nó không có tốt, cái đời sống xuất gia gì không có tốt. Còn nếu như chúng tôi thường nhắc cho các vị tăng sĩ trẻ xuất gia, một xuất gia sợ nhất là xuất gia không có mục đích, không có mục đích, không có lý tưởng để giải thoát, không có lý tưởng để mình tu tập, chỉ xuất gia cho có hình thức, cái đó là đáng ngại nhất, bởi vì sẽ chán. Thứ hai là vị xuất gia mà ăn không ngồi rồi, không có công việc làm, không có pháp học, gan thân thu ra cũng không có hoàn tất, vipassana thu ra là pháp hành, phận sự pháp hành cũng không có hoàn tất, không có công việc gì để làm, cứ ngồi rảnh rỗi đi tới đi lui thì vậy nó sẽ chán. Và thứ ba nữa, đời sống xuất gia không có tìm thấy cái sự an lạc của sự xuất gia thì cái đó là điều đáng chán. Đức Phật ngài dạy trong Pháp Cú Kinh, Đức Phật Bách Chăng đưa ra Thích Raman, xuất gia là một điều khó, mà vui thích trong cái hạnh xuất gia cũng là một điều khó. Nếu mà không có xuất gia mà không có niềm vui ở trong Phật Pháp thì sự xuất gia đó sẽ làm cho mình điêu đứng khổ sở, mình cảm thấy nhàm chán. Thì trong trường hợp đó, người ta mới nghĩ đến chuyện là xuất gia mà nó buồn như thế này, nó khổ như thế này, nó chán như thế này thôi, chẳng thà sống người tại gia cư sĩ. Thì trường hợp đó là riêng, chứ không phải tất cả những ai xuất gia trong cái thời đại hiện tại cũng đều là không tốt. Tốt hay không tốt là do mình thôi, thưa quý vị. Chúng tôi xin được chia sẻ với quý vị qua cái câu hỏi thảo luận và thưa tòa giảng đã vừa nêu. Bây giờ cũng đã hết giờ rồi, xin trả lời thưa tòa giác đẳng điều họp. Nam mô Bổn Thầy.
Dạ, cũng kính thưa cầu tổ sư. Và chi công đức và tôi biết Phật tử trước khi rất là tốt nhất đó là ở nhà, ở trong thời gian này tránh càng nhiều càng tốt cho sự lây lan cho người khác và cho bản thân của mình. Xin được kết thúc chương trình sinh hoạt hôm nay của Rung Phật Pháp Buddha Gama. Kính trên chư vị giảng sư đã vào rung để thực dạng đảnh lễ quý ngài. Thân chào tạm biệt quý Phật tử, kính chúc tất cả một ngày an lành, một đêm an lành. Hẹn gặp lại trong chương trình ngày mai. Nam mô Phật Thầy. Dạ, sa con từ mặt chúng con kính mở lòng để chúng con tiến bước trên mong đem lại hạnh an lạc và hướng đến quả giải thoát luân hồi. Đã lắng tâm thanh tịnh tĩnh mắt chủ nhiệm óp sứ ngôn viên đại yểm các lớp học được hoàn tất mỹ mãn, chúng con chúc chúng con có thân tâm được lạc tự thành chúc đạo hữu luôn là các tường trong chánh pháp nhiệm màu từ phúc trong để kết thúc chương trình chúng ta nhất tâm học kết duyên lành giải thoát quyền hồi hướng chư thiên hàng thiên thần hậu pháp quyền các bậc hữu ân đồng thừa tư công đức quyền thánh pháp truyền cầu chúng sanh cầu giải thoát. Nam mô Bổn Sư Thích Ca. Thank you.
Kính thưa đại chúng, chương trình sinh hoạt hôm nay đến đây đã kết thúc. Ban điều hành lớp Phật Pháp Vích Tha Tham Má xin phép được đóng trung trong vài giây tới. Kính chào tạm biệt tất cả, xin hẹn gặp lại quý vị ngày mai trong giờ thường lệ. Nam Mô Bích Tha. Dạ.